nơi tang thương nhất ở Lũng Súng. Ngày về lại bản, những người may mắn sống sót. Hai mẹ con chị Rất đã được lực lượng tại chỗ của xã cứu sống khi bị đất đá vùi lấp. Con gái chị khi đó mới 9 ngày tuổi. Tích tích, chưa cho mẹ con em đi. Vẫn còn để mẹ con em ở trên đời. Nhờ mọi người, tất cả đều nhờ vào mọi người thôi. Giờ không biết làm gì nào. Anh mình, chủ tịch xã Người Giao, đang cùng bà con giúp các gia đình làm đường dẫn nước, đường điện. Mọi đồ dùng thiết yếu đều được hỗ trợ đầy đủ. Anh mình, vào đêm ngày xảy ra sạt lở, trực tại xã, đã trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng và bà con nhân dân đến cứu nạn. Khi lực lượng tử huyện chưa thể băng rừng vào cứu nạn điểm sạt lở, 11 người dân đã được đưa đi cấp cứu. Về qua cái vách đá rừng chơi chết núi, về với lúc đấy không có đường để mà đi được rồi, gần như bị tắc hết. Đề xuất ở trên là huy động thêm lực lượng ở trên xuống, nhưng mà không, do không có đường là không tiếp cận được cái vùng ở trong này. Thì huy động lực lượng tại chỗ làm sao mong sớm tìm được những cái người đã mất tích. Thôn Lũng Lì của bà con người Giao, người Mông, người mất nhà, người mất người thân. Ngay sau sạt lở, khi bà con không có chỗ ở, trưởng thôn Lũng Lì cùng các lực lượng đã tìm vị trí, dựng nhà tạm. Ông tình nguyện hiến toàn bộ 3.000 m2 đất của gia đình để làm khu tái định cư cho 8 hộ dân bị sạt lở. Tôi cũng hết sức mà từ hôm sạt lở đến giờ này tôi chưa được nghỉ một ngày nào. Tôi chưa được ăn một bữa cơm nào ngon cả. Tôi chưa có như chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện bảo anh ơi là thế nào. Tôi bảo tôi sẵn sàng thôi, cho bà con di rời vào khu này trước. Còn bản thân tôi sau này tính sau. Đang có rất nhiều những nỗ lực và vất vả của rất nhiều người với mong muốn duy nhất là hỗ trợ ổn định cuộc sống cho bà con những vùng thiên tai. Ở đây sẽ có những ngôi nhà cho bà con tái định cư sau sạt lở được hoàn thành. Bà con về ở ổn định, cuộc sống mới được bắt đầu ở đây.